Xin chào quý vị khán giả của TV Shopping, chào chị Thu Trang. Hôm nay chúng ta lại có một sản phẩm về làm đẹp đúng không ạ? Dạ vâng, rất chính xác anh Ngô Việt ạ. Thưa quý vị, nhắc đến tẩy da chết hóa học thì người ta có thể nghĩ ngay đến BHA, xuất hiện thường xuyên trong các dòng mỹ phẩm đặc trị và tẩy tế bào chết. BHA là một loại axit có khả năng vượt qua hàng rào lipid trên da, thấm sâu vào lỗ chân lông và giúp làm sạch sâu, loại bỏ đáng kể mụn ẩn, thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, cải thiện cấu trúc da, từ đó thì nâng gấp tổng thể sức khỏe của làn da. Và trong chương trình TV Shopping của ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dung dịch loại bỏ tế bào chết hóa học Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant đến từ nhà Polarjoy, thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám được rất nhiều tín đồ làm đẹp săn đón hiện nay ạ. Thưa quý vị, theo như tôi được biết thì Polarjoy là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Mỹ, được sáng lập bởi cảnh sát ngành mỹ phẩm bà Paula Beacon. Polarjoy Skincare đến nay đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới với vô số sản phẩm nằm trong danh sách bestseller toàn cầu. Vâng, đi cùng với tôn chỉ lan tỏa sứ mệnh làm đẹp đích thực thì mọi công thức đến từ Polarjoy đều đảm bảo tiêu chí 3-0, không hương liệu, không chất tạo màu và không kiểm nghiệm trên động vật. Nổi bật trong đó là sản phẩm loại bỏ tế bào chết hóa học chứa BHA giúp giải quyết triệt để các vấn đề bít tắc lỗ chân lông. Và trong mỗi sản phẩm như thế này thì sẽ có 2% là salicylic acid giúp làm sạch sâu cho da thông thoáng, thu nhỏ lỗ chân lông. Và trong khi đó thì thành phần methyl propandione có công dụng cấp ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng bong chóc, chiết xuất trà xanh làm dịu và chống oxy hóa nữa thưa quý vị. Đặc biệt là sau khi sử dụng Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant thì sẽ giúp cho người dùng cải thiện tình trạng mụn, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, đẩy lùi được các dấu hiệu lão hóa, đồng thời thì giảm sưng đỏ, hỗ trợ kháng viêm, sản phẩm phù hợp với mọi loại da và có thể sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì Polarjoy cũng có rất nhiều sản phẩm khác chứa thành phần BHA phù hợp với từng loại da khác nhau. Quý vị đừng quên là tìm hiểu thêm các sản phẩm này của nhà Polarjoy quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, nhằm giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả cũng như để bảo vệ uy tín thương hiệu, Polarjoy Việt Nam đã thay đổi tem 7 màu trên bao bì sản phẩm sang loại tem chống giả tuyệt đối QR code. Đi kiểm tra sản phẩm có phải hàng chính hãng hay không, khách hàng chỉ cần cào nhẹ lớp phủ và quét mã QR code. Tem chống giả sẽ có đường bế xương cá và phủ cào mã QR code. Quý khách lưu ý khi mua sản phẩm cần chú ý tem phải còn nguyên vẹn, không bị mất lớp phủ cào, không bị rách để đảm bảo đã mua được sản phẩm chính hãng ạ. Vâng, bật mí cho anh Âu Việt cũng như là quý vị khán giả đó là trong thời gian tới thì Polarjoy sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi, quà tặng hấp dẫn tri ân khách hàng. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì khách hàng hãy vui lòng truy cập vào website polarjoy.vn hoặc gọi vào hotline 1900 6409 hoặc là 0973 78 2001 để nhân viên tư vấn cụ thể quý vị nhé. Wow, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay bỏ túi cho mình một sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời này? Và bên cạnh đặt hàng qua hotline, website thì quý vị cũng có thể mua hàng tại các hệ thống phân phối sản phẩm chính hãng trên toàn quốc ạ. Vâng, vậy là thời lượng của chương trình ngày hôm nay xin phép đến đây cũng đã phải kết thúc rồi. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6 quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.